tôi cho cô quyến rũ đàn ông của người khác này, cho cô mang thai này, cho cô làm người xấu này. Thiến Thiến, chảy máu rồi, sẽ không đánh ra mạng người đó chứ, Thiến Thiến. Cô là Thẩm Thiến. Cô biết tôi à? Cô biết tôi, mà còn quyến rũ chồng tôi, biết là làm người thứ ba nhưng vẫn làm. Tôi xin cô hãy tha cho con tôi. Con của cô nên đi chết đi. Dì Tiểu Thiến, tôi cầu xin dì đưa tôi đến bệnh viện. Tôi là, cô kêu ai là gì hả? Ỷ mình còn trẻ, lại dám nói mỉa tôi. Điện thoại. Mọi người xem này, đây là con hồ ly tinh biết mình là người thứ ba nhưng vẫn làm, quyến rũ chồng tôi ngay trong ngày cưới. Các chị em, đánh cho tôi. Đánh chết nó. Thả tôi ra. Đánh, cực tam thì phải đánh. Loại phụ nữ như cô ta thì phải cởi sạch hết quần áo rồi ném ra giữa đường, để mọi người nhìn cho rõ dáng vẻ cô ta như thế nào. Ý hay. Cởi sạch cô ta cho tôi. Các người buông tôi ra, buông tôi ra. Cô không thể làm như vậy. Trần Hữu Danh là bố tôi. Cô nói cái gì? Trần Hữu Danh là bố tôi. Lôi cô ta lên cho tôi. Chết đến nơi rồi, mà còn dám lừa tôi. Trần Hữu Danh thật sự là bố tôi. Tôi cầu xin dì đưa tôi đến bệnh viện. Con của tôi. Thiến Thiến, cô ta thật sự là con gái của chồng sắp cưới cậu sao? Đừng lo, Hữu Danh đã nói với tôi, chuyến bay của con gái anh ấy bị hoãn rồi, ngày mai mới có thể đến. Ai biết được người phụ nữ này nói thật hay nói dối. Bây giờ tôi sẽ gọi cho Trần Hữu Danh. Sao thế Thiến Thiến? Hữu Danh, em nhớ anh có nói chuyến bay của con gái anh bị hoãn, ngày mai mới về được có đúng không? Đúng thế. Tiểu Niệm còn có lòng muốn đến xin lỗi anh và em. Cái đồ giả mạo này. Bố cứu con. Bịt miệng cô ta lại. Câm miệng lại. Vừa nãy là tiếng gì thế? Không có gì đâu Hữu Danh, em đang xem TV thôi. Anh làm việc xong thì tranh thủ về nhé. Em có một bất ngờ cho anh. Hồ ly tinh, còn dám lừa tôi. Trần Hữu Danh là bố cô. Tôi thấy là người bao nuôi của cô thì có. Đừng đánh nữa, cẩn thận sẽ chết người đấy. Ngược lại tôi có cách, có thể kiếm một bộ tiền từ người phụ nữ này. Cách gì? Chẳng phải chồng sắp cưới của cậu đã làm công chứng tài sản trước hôn nhân rồi sao? Muốn để hết tài sản cho con gái anh ta, giờ thì tốt rồi. Cậu đã nắm được bằng chứng anh ta ngoại tình rồi, sao không nhân cơ hội này mà kiếm thêm chút tiền? Đúng đó, khi đàn ông bị bắt ngoại tình là lúc dễ dàng để thương lượng nhất. Vậy thì cứ làm cho lớn chuyện đi. Kéo cô ta ra giữa sảnh tiệc. Tôi muốn cô ta thân bại danh liệt. Hoàn toàn cắt đứt ý nghĩ muốn quyến rũ chồng tôi. Lôi đi. Chiếc túi phiên bản giới hạn mới nhất, chồng tôi cũng không mua cho tôi, lại mua cho cô ta trước. Những thứ này đều là bằng chứng. Cầm theo đi. Đúng là người giàu có khác. Kẹo mừng đều được gói bằng giấy vàng. Này, chị. Con gái chị sắp gả vào nhà giàu rồi, sao chị lại có thể làm những chuyện mất mặt như vậy chứ? Cái này là vàng cả đấy, bảo con gái chị làm vui lòng người chồng giàu có này. Núi vàng núi bạc cũng không còn là vấn đề nữa. Thật sao? Đương nhiên rồi. Thiến Thiến nhà chúng ta từ nhỏ đã là người có phúc rồi, lớn lên lại còn được làm phu nhân nhà giàu nữa. Thiến Thiến, chuyện này là thế nào? Cô ta là tiểu tam quyến rũ Trần Hữu Danh, bị Tiểu Nhu bắt gặp ở khách sạn nên đã bắt cô ta lại. Cái đồ khốn này, hôm nay là ngày cưới mà còn dám đi ngoại tình. Đồ tiện nhân này, còn nhỏ như vậy đã học thói quyến rũ đàn ông, cái thứ không biết xấu hổ. Chị đừng làm mọi chuyện quá khó coi. Chúng ta còn có hôn lễ nữa, chị quên lúc nãy em vừa nói với chị rồi sao? Núi vàng núi bạc đó. Chiếc túi này chắc chắn là đắt lắm đấy, Trần Hữu Danh mua cho con hồ ly tinh này đấy. Cũng chịu chi tiền cho cô ta thật. Đổ hết đồ trong túi ra đi, xem có gì trong đó. Đúng vậy, Trần Hữu Danh là người giàu nhất đại hạ. Những thứ mà cô ta có được chắc chắn không chỉ dừng lại ở đó. Vòng tay trị giá 5.000 vạn. Còn có hợp đồng chuyển nhượng nhà nữa. Đồ đê tiện. Ông ta chỉ mua cho Huy dây chuyền 1.000 vạn, nhưng lại mua cho cô vòng tay 5.000 vạn và một căn biệt thự. Cô thật đúng là mẹ quý nhờ con. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân. Những thứ này vốn nên là của tôi, là của tôi. Đứa nhỏ này sao lại muốn ném thì ném chứ. 5.000 vạn đó. Mẹ, anh ta chỉ vì người phụ nữ này đã bỏ ra nhiều tiền như vậy. Đáng lẽ anh ta phải tiêu tiền cho con nhiều hơn, con nhất định sẽ đối chất thẳng mặt với Trần Hữu Danh. Đúng đó, dám ức hiếp Thẩm gia chúng ta.
chắc chắn cậu ta phải trả giá. Không ngờ một tiểu tam như cô lại ngây thơ thật đấy, lại còn đi xin bùa hộ mệnh cho chồng người ta nữa chứ. Mẹ của cô đã qua đời rồi, trước khi mất, bà ấy luôn nắm chặt bùa hộ mệnh này trong tay, nói là xin hãy đưa bùa hộ mệnh này cho chồng. Và con gái của mình. Trả cho tôi. Muốn nó sao? Muốn thì quỳ xuống cầu xin tôi. Cô nói cô quyến rũ chồng tôi. Biết làm người thứ ba nhưng vẫn làm là tội đáng chết ngàn lần. Tôi là hồ ly tinh quyến rũ chồng người khác. Nói to lên. Tôi là hồ ly tinh quyến rũ chồng người khác. To hơn nữa, để tất cả mọi người đều nghe. Tôi là hồ ly tinh quyến rũ chồng người khác. Tôi sẽ chết không được tốt. Cầu xin cô trả nó lại cho tôi có được không? Tôi cầu xin cô bảo tôi làm gì cũng được. Bố, người ở bên bố nửa đời còn lại là loại người như vậy sao? Tham lam lại độc ác. Đừng. Trả bùa hộ mệnh lại cho tôi. Trả cho tôi, trả lại cho tôi. Thiến Thiến, suýt chút nữa là tiêu rồi. Nếu còn gây chuyện nữa thì sẽ có mạng người đó. Suýt chút nữa cô ta đã giết con. Con nhất định phải đưa người phụ nữ này đi đối chất với Trần Hữu Danh. Làm hôn lễ xong rồi tính tiếp. Nếu con làm chuyện gì quá đáng sẽ không hay đâu. Nếu Trần gia trở mặt thì sao? Nhưng con không thể nuốt trôi cục tức này được. Nếu không dạy cho cô ta một bài học, cô ta lại đi quyến rũ Trần Hữu Danh thì phải làm sao? Việc này dễ thôi. Con cứ yên tâm tổ chức lễ cưới. Cậu sẽ giúp con tìm người để xả giận. Trẻ đẹp thì có ích gì? Đàn ông chỉ thích thứ mới lạ thôi. Cô ta bị người khác chơi rồi, Hữu Danh sẽ không thích cô ta nữa. Vậy thì con sẽ nghe theo cậu một lần, kéo cô ta ra phía sau. Tìm vài người đàn ông đến hầu hạ cô ta. Tôi muốn Hữu Danh tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của cô ta thế nào. Tôi xem ai còn dám quyến rũ chồng tôi. Chủ tịch Trần đến rồi, con rể đến rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Không có gì. Vừa nãy có một người mạo danh, em đã xử lý xong rồi. Cũng sắp đến giờ rồi, gọi tiểu thư đến đi. Vâng. Không phải thích quyến rũ đàn ông sao? Chút nữa cho cô chơi đủ. Chỉ cần không chơi chết người, còn lại thì tùy anh. Bố tôi sẽ không tha cho các người. Mời cô dâu chú rể bước vào. Sao lại chảy nhiều máu như vậy? Bố, cứu con. Có tiếng gì vậy? Kết hôn mà sao anh lại mất tập trung như vậy? Con đàn bà thối này, ra tay nặng thật đấy. Nhưng không sao, anh đây. Thích kiểu độc ác như vậy. Cô dâu, cô có đồng ý gả cho người đàn ông trước mặt, dù mạnh khỏe hay bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo khổ, vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu anh ấy suốt cuộc đời không? Tôi đồng ý. Chú rể, anh có đồng ý cưới người phụ nữ trước mặt làm vợ? Dù mạnh khỏe hay bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo khổ, vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu cô ấy suốt cuộc đời không? Tôi, Trần Tổng, không hay rồi, tiểu thư bị bắt cóc rồi. Cái gì? Hữu Danh. Tiểu thư, không phải con gái anh ta ngày mai mới trở về sao? Trần Hữu Danh là bố tôi.
Vậy chẳng lẽ người phụ nữ kia là con gái của anh ta? Cậu nói Tiểu Niệm bị làm sao? Giám đốc nói nhìn thấy tiểu thư bị mấy người phụ nữ lôi đi rồi, chút nữa camera giám sát sẽ được gửi đến, còn không mau cử người đi tìm. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. Vâng. Không được. Nếu như con gái anh ấy có thai, nhất định anh ấy sẽ nói mình để chuẩn bị những thứ cần thiết cho bà bầu. Chút nữa bị người phụ nữ kia làm dối rồi. Hữu Xanh, sao rồi? Cái túi này ở đâu ra? Trần Tổng, không sai, đây chính là chiếc túi ngài bảo tôi mua. Chủ của chiếc túi này bây giờ đang ở đâu? Hữu Xanh, túi sách thôi mà, mẫu mã giống nhau là chuyện bình thường. Anh làm gì mà cuống lên vậy? Cái túi này là mẫu giới hạn, chỉ có một cái trên toàn thế giới, sao có thể giống được? Mua túi cho Tiểu Tam, lại còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng như vậy. Trần Tổng, chủ của món đồ này đâu? Anh gào cái gì mà gào, người ra ngoài ngoại tình là anh, người nuôi tình nhân bên ngoài cũng là anh. Tôi vì muốn giữ mặt mũi cho anh, nên không muốn vạch trần mọi chuyện. Anh muốn xé toạc mặt ngay tại đây sao? Ngoại tình? Cô đang nói bậy bạ gì vậy? Vịt chết còn cứng miệng đúng không? Những thứ này đều là bằng chứng ngoại tình của anh. Vòng tay 5.000 vạn, biệt thự Trần Hữu Danh. Em ở bên anh 4 năm, em cũng không biết anh lại hào phóng như vậy. Anh không hề mua cho em những thứ này. Trần Tổng, Thiến Thiến nhà chúng tôi gả cho cậu, quả thực là nhà chúng tôi trèo cao, nhưng cậu cũng không thể ức hiếp người như vậy chứ. Đúng vậy, hôm nay kết hôn mà cậu còn đi ngoại tình. Thiến Thiến của chúng tôi vì mặt mũi của cậu mà nhịn nhục chịu đựng. Thiến Thiến đối xử với cậu hết lòng hết dạ, cho dù bị bắt quả tang vẫn đồng ý gả cho cậu. Còn cậu sau này phải bồi thường đàng hoàng cho Thiến Thiến nhà chúng tôi đấy. Quả nhiên đàn ông có tiền đều sẽ ngoại tình. Thiến Thiến cũng thật là đáng thương, xui xẻo tám đời mới gặp phải loại đàn ông này. Các người đang nói cái gì vậy? Chuyện đã đến nước này rồi mà anh còn không chịu nhận. Trần Hữu Danh, bây giờ anh giả ngốc cũng không có ích gì nữa. Anh ở ngoài làm lớn bụng của Tiểu Tam. Nếu hôm nay anh không cho em một điều kiện khiến em hài lòng, thì em sẽ không kết hôn nữa. Trần Tổng, đây không phải là quà gặp mặt mà Tiểu Niệm muốn tặng cho Thiến Thiến sao? Con bé bây giờ đang ở đâu? Anh lại còn bảo vệ cho con hồ ly tinh đó. Cứu tôi. Tiểu Niệm, con đàn bà thối, dám đá vào thằng nhỏ của ông đây. Ông đây làm chết cô. Tiểu Niệm, cuối cùng bố cũng đến rồi. Bố, bố. Đứa bé. Tiểu Niệm, trợ lý Trương, mau đi gọi bác sĩ cấp cứu cho con gái tôi. Vâng. Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi? Chủ tịch Trần, Trần tiểu thư có nhiều vết thương ngoài da, hơn nữa còn bị kinh hãi quá độ, không giữ được đứa bé rồi. Bố, đứa bé, con của con sao rồi? Tiểu Niệm, là bố không tốt, là bố không bảo vệ con tốt, nhưng bố hứa với con, nhất định sẽ khiến những kẻ bắt nạt con phải trả giá đắt. Cái gì? Con tiện nhân đó thật sự là con gái của anh ấy. Cậu, bây giờ cháu phải làm sao? Anh ấy yêu con gái như mạng của mình, con hại con gái anh ấy thành ra như vậy, anh ấy nhất định sẽ không tha cho con. Cậu cũng đâu có cách nào. Người là do cháu đánh, không liên quan đến cậu. Cậu là ai? Là ai ăn gan hùm mật gấu dám bắt nạt con gái của tôi? Có phải là cô cướp túi sách của con gái tôi còn bắt nạt nó? Không phải tôi, chuyện này không liên quan đến tôi chỉ cướp cái túi thôi. Dám cướp đồ của con gái tôi thấy cô là chán sống rồi. Có phải bà, máu trên áo của bà là của con gái tôi phải không? Cậu nhìn nhầm rồi, đây là rượu vang đỏ bị đổ ra áo. Bà tưởng tôi ngốc hả? Còn ai nữa? Hôm nay tất cả các người đừng hòng thoát được. Cái phòng này 360 độ camera không góc chết. Bắt nạt con gái tôi sẽ tra ra hết. Tôi muốn các người bồi táng cùng cháu của tôi. Trợ lý Trương, Trần Tổng, xem camera, đừng cho ai rời khỏi đây. Hiểu lầm đều là hiểu lầm. Ngài đừng có tức giận như vậy. Hiểu lầm,
Các người tìm người cưỡng hiếp con gái tôi, hại nó bị sảy thai, các người còn nói là hiểu lầm. Tôi đưa các người đến cục cảnh sát. Hữu Xanh, không thể đi cục cảnh sát. Đây thật sự là hiểu lầm, em không biết đó là con gái anh, nếu không em tuyệt đối sẽ không làm như vậy với con bé. Vậy nên cô đang thừa nhận là do cô gây ra. Cô lại dám ức hiếp con gái tôi. Đó là người tôi nâng niu trong tay, từ nhỏ đến lớn, chưa từng chịu chút ấm ức nào. Cô lại dám đánh nó, sỉ nhục nó, hại cháu tôi chết, còn tìm người cưỡng hiếp con bé. Tôi ở bên cô 4 năm. Vậy mà tôi lại không ngờ được, cô lại là người phụ nữ độc ác như vậy. A Danh, em thật sự không biết. Tiểu Niệm là con gái của anh. Tất cả là tại cô ta, đều là cô ta xúi dục em, là cô ta ghen ghét với em, cô ta muốn chia rẽ chúng ta, cô ta nói anh ngoại tình, nếu không em cũng không nhận nhầm người. Cô ta cũng đánh con gái anh, tôi không có Trần Tổng. Cô đánh con bé chỗ nào, tôi không có đánh. Là ở đây, hay là ở đây, tôi không đánh là cô ta. Là cô ta chỉ thị tôi làm. Cô nói dối còn không mau thừa nhận đi, nếu không phải cô nói với tôi, bảo tôi đi bắt gian, thì sao có thể xảy ra chuyện như vậy. Cô im miệng. Xem ra cô căn bản không biết bản thân mình sao ở đâu. Hữu Xanh, em thật sự không biết. Anh tha thứ cho em lần này đi. Nếu như con bé không phải Tiểu Niệm, không phải là con gái tôi, thì cô có thể tìm người cưỡng hiếp người ta sao? Cô đang phạm tội đấy. Cô có biết không, còn có ai ức hiếp con gái tôi nữa? Tốt nhất là mau đứng ra đây. Nếu không cố ý hãm hại, cưỡng hiếp, bắt giữ trái phép, tôi muốn bắt họ ngồi tù mọt gông, táng xa bại sản. Tôi hỏi lại lần nữa, còn có ai nữa? Còn có ai nữa? Không ai chịu thừa nhận phải không? Tốt. Trợ lý Trương, Trần Tổng, tra camera, tìm ra những kẻ gây ra vết thương trên người con gái tôi. Tôi muốn khiến bọn họ bối táng cùng cháu tôi. Vâng. Hữu Danh, em thật sự không biết. Cầu xin anh tha thứ cho em, lần này là hiểu lầm thôi, không giống như ngài nghĩ đâu. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Đúng đó, Trần Tổng. Thiến Thiến nó yêu cậu quá. Ghen ghét quá đánh mất lý trí. Chỉ muốn chút giận chút thôi, đúng đó Hữu Danh. Em thật sự quá yêu anh. Em thấy anh vẫy tay cái đã mua cho con bé căn biệt thự với vòng tay 5.000 vàng. Em chỉ là đố kỵ. Em chỉ muốn dạy dỗ nó thôi. Cô có biết cái vòng tay với căn biệt thự đó là quà mà Tiểu Niệm muốn tặng cho cô không? Tiểu Niệm nó là một đứa bé hiểu chuyện đến mức nào, nó vất vả tự mình lập nghiệp, kiếm tiền mua vòng cho cô. Nó chuyển căn nhà mà mẹ nó để lại cho cô. Nó chỉ vì muốn cho cô vui vẻ, muốn cho chúng ta sống hạnh phúc. Nhưng còn cô, cô đối xử với con bé thế nào? Cô lấy oán báo ơn, đánh con bé bầm dập cả người. Sao có thể chứ? Vòng tay với căn biệt thự 5.000 vạn tệ đó đều là cho em. Đều tại cô. Hại tôi mất đi cơ hội gả vào hào môn. Cô khiến tôi bỏ lỡ căn biệt thự 5.000 vạn tệ. Tôi giết chết cô. Tôi nghe cô hết mà. Là cô bảo tôi tìm người sỉ nhục cô ta. Là cô bảo tôi tìm người đánh cô ta. Tôi nghe cô ta hết. Tránh ra, cô nói cái gì? Cởi quần áo sỉ nhục con bé. Cô muốn chết sao? Là cô ta bảo tôi làm. Thẩm Thiến, cô lại sỉ nhục con gái tôi như vậy. Tôi không giết cô thì tôi có lỗi với mẹ của con bé ở trên thiên đường. Sẽ hại chết người đấy. Lúc các người hại con gái tôi bị sảy thai, không biết là sẽ hại chết người sao? Tôi, bố. Đợi đã. Đừng để loại người này làm bẩn tay của bố, Tiểu Niệm. Tiểu Niệm, sao con lại đến đây? Con thế nào rồi? Bố con không sao. Chỉ là đứa bé. Tiểu Niệm, nếu cháu đã không sao, cháu giúp dì cầu tình với bố cháu đi. Đây thật sự là hiểu lầm thôi, dì không biết cháu là Tiểu Niệm. Dì không biết, tôi đã sớm nói với dì rồi, Trần Hữu Danh là bố của tôi, là dì không tin.
còn bịt miệng tôi lại, không cho tôi cầu cứu, đánh đấm tôi. Tôi cầu xin gì? Chỉ cần tha cho con của tôi. Nhưng dì nói cái gì, con hoang thì phải bị chết. Thẩm Thiến, sao cô lại độc ác như vậy? A Danh, đây thật sự là hiểu lầm. Là anh nói chuyến bay bị lùi, lại một ngày mới đến nơi. Tiểu Nhu còn nhìn thấy hai người cùng nhau vào khách sạn. Bọn em còn nhìn thấy anh thay đồ ở dưới tầng. Ai trong tình huống đó cũng hiểu lầm thôi, có phải không Tiểu Niệm? Dì thật sự biết lỗi rồi. Vô sỉ. Tiểu Niệm là con gái của tôi, sao cô lại có suy nghĩ kinh tởm như vậy? Nói chuyến bay bị trễ với dì là bởi vì tôi muốn cho dì một bất ngờ. Bố tôi thay quần áo là vì tôi muốn chúc mừng ông ấy có được mối lương duyên, nên áo không may bị rượu làm bẩn. Dì cũng đâu có biết. Dì thật sự không biết. Con của tôi bị dì hại chết rồi. Là một mạng người còn sống đó. Một câu nói không biết của dì là xóa bỏ hết tội lỗi sao? Tiểu Niệm, cháu cho dì một cơ hội được hối cải đi. Dì biết sai rồi. Hối cải? Đền cái này trước đi. Biệt thự vòng tay, thêm cái túi bị dì làm hỏng nữa, cộng vào tất cả 2,5 tỷ. Tôi muốn dì đến cho tôi không được thiếu một đồng nào. 2,5 tỷ. 2,5 tỷ. Dì làm gì có nhiều tiền như vậy? Nếu như hôm nay dì ăn phận thủ thường mà kết hôn thì 2,5 tỷ này là của dì rồi. Nhiều tiền như vậy chúng tôi không đền nổi. Đúng đó Tiểu Niệm, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Dì Thiến Thiến biết cháu về nước còn vui mừng nữa đó. Nếu như nó biết là cháu thì sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Đúng đó, dì Thiến Thiến của cháu nhất thời hồ đồ thôi, bị tức giận đánh mất lý trí ấy mà. Hiểu lầm? Hiểu lầm gì chứ? Hiểu lầm gì mà khiến tôi bị người ta đánh giữa ban ngày ban mặt? Đủ rồi, không ai được cầu tình thay cô ta nữa. Hôm nay người từng hại con gái tôi đều sẽ phải trả giá. Hữu Danh, thật sự là hiểu lầm thôi. Nếu không phải anh nói với em chuyến bay bị hoãn, ngày mai mới đến, em cũng không đến mức không tin con bé là Tiểu Niệm. Nói như vậy, cô vẫn trách tôi. Xem ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Bởi vì tôi muốn cho dì Thiến Thiến một bất ngờ nên mới bị hiểu lầm. Tiểu Niệm, cháu tha thứ cho dì đi. Tiểu Niệm, nể mặt, tình cảm thật lòng dì dành cho bố cháu, tha thứ cho dì lần này đi. Được thôi. Tiểu Niệm, con không cần vì bố muốn tôi tha thứ cho dì cũng được. Thứ dì vừa đốt đi là bùa bình an lúc mẹ tôi còn sống xin cho tôi. Đó là kỷ vật duy nhất mẹ để lại cho tôi. Chỉ cần dì trả nó lại cho tôi sẽ tha thứ cho dì. Nhưng nó đã bị đốt rồi. Xem ra dì cũng biết, có những chuyện một khi đã làm rồi thì không thể cứu vãn lại được. Đủ rồi, cô không phải là đang làm khó người khác sao? Đã đốt rồi thì sao mà lấy lại được? Sao bà cảm thấy tôi đang làm khó người khác à? Là bà nói đấy, muốn bà làm gì cũng được. Tiểu Niệm, dì thật sự biết sai rồi. Cháu tha thứ cho dì đi. Dì dập đầu với cháu. Đừng như vậy, tôi không nhận nổi cái lại của dì đâu. Không làm được thì thôi đi. Bố, dẫn bọn họ đi nói với cảnh sát đi. Cháu làm gì vậy? Có gì thì chúng ta từ từ nói. Đây là việc nhà mà, không cần nhờ người khác xử lý đâu. Hay là cô đổi điều kiện được không? Đúng đó Tiểu Niệm, đổi điều kiện đi. Chỉ cần dì có thể làm được, dì đều có thể làm hết. Nếu như tôi đoán không sai, chiếc dây chuyền này là hoàng tộc của Tây Ban Nha từng đeo, giá bán là 500 vạn yus. 500 vạn. Chủ tịch Trần, cậu lại tặng cho nó lễ vật quý giá như vậy, sao không nói tiếng nào? Thiến Thiến, con mau tháo ra, mẹ bảo quản giúp con. Cẩn thận bị vỡ đấy. Từ đã. Nếu dì phá hoại đồ vật quý trọng nhất của tôi, vậy tôi cũng phá hủy thứ quý trọng nhất của dì. Phá hủy chiếc vòng giá trị liên thành này, tôi sẽ tha thứ cho dì. Đồ vật quý báu như vậy, sao nhất định phải phá hủy chứ? Cháu đánh nó vài cái là được. Đúng đó Tiểu Niệm, cháu đánh dì đi, cháu chút giận đi, cháu mau đánh đi. Dì không muốn thì thôi, một nhà các người thì ăn Tết ở trong tù, đoàn viên với nhau đi. Đừng mà. Ôi,
đúng là tạo nghiệp mà. Đồ tốt như vậy lại cứ phải hủy hoại nó, đúng là tạo nghiệp. Hữu Danh, bây giờ em không cần gì hết. Anh tha thứ cho em đi, tha thứ cho em, tránh ra. Có tha thứ cho cô hay không thì phải hỏi ý của Tiểu Niệm. Tiểu Niệm, bây giờ dì không còn gì hết rồi. Cháu tha thứ cho dì đi, cầu xin cháu đó. Được thôi, muốn tôi tha thứ cho dì cũng được, vậy dì tự tát mình đi, đánh đến khi tôi vừa lòng là được. Được. Dì có lỗi, dì đáng chết, đánh mạnh vào. Dì có lỗi. Đủ rồi, đúng là bắt nạt người quá đáng, không có ai lại đi làm như vậy. Đúng đó, cho dù là người lớn làm chuyện có lỗi, nhưng phận làm con cháu, cô cũng quá đáng rồi đó. Trần gia chúng tôi còn chưa dứt cô ta vào cửa, bậc trên gì ở đây chứ. Đủ rồi, đánh cũng đánh đủ rồi. Tôi tha thứ cho gì, tha thứ là tốt rồi, người một nhà, có gì thì chưa nói ra. Đúng, đều là người một nhà. Thiến Thiến, nào, đứng dậy đi. Chủ tịch Trần, ngài xem, nếu Tiểu Niệm đã tha thứ cho Thiến Thiến, vậy cậu xem hôn lễ này. Hôn lễ đương nhiên. Hôn lễ đương nhiên là bị hủy bỏ rồi. Hữu Danh, Tiểu Niệm cũng tha thứ cho em rồi, sao còn hủy bỏ hôn lễ nữa? Đúng đó, không phải là nói rồi sao, hai người cãi nhau, đừng lấy chuyện hôn nhân đại sự làm trò đùa chứ. Sao có thể nói hủy bỏ là hủy bỏ được? Như vậy tiền lễ cũng nhận rồi, sao có thể hủy bỏ được? Hữu Danh, tình cảm 4 năm của anh và em, anh không thể bỏ rơi em mà. Hữu Danh, anh từng nói sẽ yêu em cả đời này. Hữu Danh, tình cảm với cô, vào lúc cô hại con gái tôi, hại con của con bé, hủy hoại trong sạch của bé, đã bị hủy hoại hết rồi. Tiểu Niệm, nếu hôn lễ của dì bị hủy bỏ thì dì sẽ bị người ta cười nhạo cả đời mất. Vòng cổ 500 vạn tệ của dì cũng không còn rồi. Cháu nói là cháu tha thứ cho dì rồi mà. Tiểu Niệm, cháu giúp dì, cầu tình đi. Sao tôi phải cầu xin giúp dì? Là dì hại chết con của tôi, không phải cháu nói dì tự làm hỏng chiếc vòng thì cháu sẽ tha thứ cho dì sao? Tôi từng nói tôi sẽ tha thứ cho dì, nhưng tôi không có nói tôi sẽ đồng ý bố tôi lấy dì. Thẩm Thiến, tôi vốn tưởng rằng dì là một người phụ nữ thủy mị tốt bụng, tôi hy vọng bố tôi hạnh phúc, tôi mới chúc phúc cho hai người, nhưng tôi không ngờ dì lại độc ác, tham lam đến như vậy. Người phụ nữ giống như dì còn muốn gả vào Trần gia tôi? Đừng có nằm mơ, cô chơi tôi. Vừa rồi lẽ ra tôi nên giết chết cô. Lôi người phụ nữ này ra ngoài. Hôn lễ ngày hôm nay bị hủy bỏ ngay lập tức, dừng tay. Chị không sao chứ? Sao không nói sự thật với anh ta? Chủ tịch Trần, hôn lễ này anh không thể hủy bỏ. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào việc chị tôi đã có con của anh. Dựa vào việc chị tôi, chị ấy mang thai đứa con của anh. Đúng thế Trần Hữu Danh, tôi mang thai đứa con của anh. Hôn lễ này không thể hủy bỏ. Thật không ngờ rằng hôm nay lại là song hỷ lâm môn. Trần Tổng à, đừng nói những lời xui xẻo đó nữa. Con gái tôi đang mang thai con cháu nhà cậu đó. Hôn lễ này không được hủy bỏ. Cậu nhất định phải chịu trách nhiệm. Nếu như anh dám phản bội chị tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh. Đúng thế Trần Tổng, Thiến Thiến đúng là phạm lỗi sai, nhưng con bé cũng đã hối cải rồi. Tiểu Niệm cũng tha thứ cho con bé rồi. Cậu nể mặt con bé đang mang thai con của cậu, cậu tha thứ cho con bé đi. Nếu như em đã mang thai rồi, sao lại không nói sớm chứ? Hữu Danh, em chỉ là muốn anh bất ngờ, không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy. Còn vì vậy mà anh muốn hủy hôn với em. Hữu Danh, em mang thai rồi, nếu như anh hủy bỏ hôn lễ, khi con chào đời thì sẽ không có bố. Con cũng đã có rồi mà còn muốn chia tay, đúng là cha nam mà. Đúng thế, ý mình có tiền là trêu đùa tình cảm của người khác, người đáng thương vẫn là đứa trẻ. Đúng thế Hữu Danh, không cần biết anh có tin hay không, chuyện này chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Nhưng tình cảm 4 năm nay em đối với anh là thật. Chẳng lẽ anh muốn con vừa ra đời lại ở trong một gia đình tan nát sao? Tiểu Niệm, trong bụng cô có thể là em gái ruột hoặc em trai ruột của cháu. Cháu nhẫn tâm để nó ra đời không có bố, bị những đứa trẻ khác cười nhạo sao? Cô đã biết sai rồi, cháu cho cô một cơ hội. Cô nhất định sẽ trở thành một người mẹ tốt. Bố, nể mặt đứa trẻ, chuyện ngày hôm nay cứ coi như chưa từng xảy ra đi. Con trẻ là vô tội, chuyện ngày hôm nay cứ coi như chưa từng xảy ra đi. Nhưng mà cô ấy bắt nạt con như vậy, còn hại chết con của con, sao bố có thể tha thứ cho cô ấy? Nhưng mà cô ấy đang mang thai đứa con của bố. Bây giờ hủy hôn, bố sẽ có tiếng xấu đó. Hơn nữa danh tiếng của Trần Thị cũng sẽ gặp ảnh hưởng.
vậy cũng phải xem cô ta có thật sự mang thai không đã. Bố, ý bố là cô ấy đang nói dối sao? Em nói em mang thai, sao bụng lại không to chút nào hết vậy? Chị tôi mới mang thai một tháng, mới không nhìn ra. Sao nào, được, bây giờ tôi sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Nếu thật sự là con của tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nhưng nếu em dám lừa tôi sẽ khiến em phải hối hận cả đời. Không, thả chị tôi ra, chị tôi bây giờ đang mang thai, ảnh hưởng đến cái thai thì làm sao? Sao nào, không dám đi bệnh viện sao? Sợ lời nói dối bị vạch trần sao? Trần Hữu Danh, em đi theo anh 4 năm, vậy mà anh lại nghi ngờ em lừa anh sao? Em thấy chắc anh không cần đứa trẻ này nữa rồi. Vậy thì em bỏ nó cho xong, lấy một mạng đền một mạng cho con gái anh. Thiến Thiến à, con đang làm gì thế? Đừng có mà hồ đồ. Trần Tổng à, chuyện mang thai có thể mang ra để lừa người khác sao? Thiến Thiến nhà chúng tôi từ nhỏ là đứa trẻ hiền lành. Tôi đã sớm nhìn ra rồi, cậu không muốn có đứa trẻ, không muốn chịu trách nhiệm, không muốn đi bệnh viện, chính là vì cậu muốn bỏ đứa trẻ đi. Đây chẳng phải là trai nam sao? Quá đáng thật đấy. Các người không cần đảo lộn trắng đen nữa, tôi chỉ muốn đưa cô ấy đi kiểm tra. Nếu thật sự mang thai đứa con của tôi, có gì mà không dám chứ? Được rồi, không cần chứng minh chị tôi có thai hay không, ở chỗ tôi có báo cáo. Mang thai 5 tuần, chính là hôm anh đi công tác. Đúng là có dấu của bệnh viện. Cô ta có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, báo cáo chưa chắc đã là thật. Nếu con không nhớ nhầm, bệnh viện Đình Thịnh vừa hay là tài sản của Trần Thị chúng ta. Bố à, bố gọi điện thoại hỏi xem là biết cô ấy có nói dối hay không thôi. Alo, kiểm tra một chút khoa sản có ai tên là Thẩm Thiến không? Trần Tổng à, đã kiểm tra rồi, thật sự mang thai sao? Người tên Thẩm Thiến này thật sự có mang thai, đã được 5 tuần rồi. Hữu Danh, lần này anh tin em rồi chứ? Đúng là con của tôi sao? Anh sắp làm bố rồi. Hữu Danh nể mặt con, đừng hủy bỏ hôn lễ được không? Đứa trẻ này tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng hôn lễ bắt buộc phải hủy bỏ. Em đối xử với con gái tôi như thế, tôi không có cách nào tha thứ cho em. Trần Hữu Danh, anh lãng phí 4 năm thanh xuân của em, rốt cuộc anh muốn làm gì? Chẳng phải chỉ là một lần hiểu nhầm thôi sao? Giống như em đã làm ra chuyện gì đó rất xấu. Rõ ràng chỉ là hiểu nhầm, sao còn đắc ý không tha cho người khác cơ chứ? Đúng thật là, đúng thế. Con gái cậu quý giá, vậy trong bụng con gái tôi còn đang mang thai con của cậu kia. Thẩm Thanh, đứa trẻ này sinh ra tôi sẽ nuôi. Hơn nữa tôi sẽ cho em một khoản tiền bồi thường, nhưng những cái khác thì đừng nghĩ đến nữa. Trần Tổng à, nói tới nói lui chẳng phải là anh không thừa nhận sao? Anh nói xem, đứa trẻ này từ khi sinh ra đã không có bố, bồi thường nhiều như vậy có tác dụng gì chứ? Có tiền rồi bắt nạt người nghèo sao? Con gái tôi đi theo cậu ta nhiều năm như vậy, bây giờ nói không kết hôn thì không kết hôn nữa. Con gái tôi bụng to cả rồi, phải gả cho ai đây chứ? Trên đời này còn có đạo lý nữa không chứ? Em thấy anh chính là không muốn có đứa trẻ này, vậy em sẽ biến mất cùng nó. Thiến Thiến à, họ không cần đứa trẻ này, Thẩm gia chúng ta cần. Trần Hữu Danh, cậu lại nhẫn tâm như vậy, trong bụng Thiến Thiến nhà chúng tôi là cốt nhục nhà cậu. Hổ còn không ăn thịt con. Người giàu bắt nạt người nghèo, đúng là không công bằng. Hai mẹ con tôi phải làm sao đây? Đúng thế, người có tiền cũng không được làm như thế. Có cả con rồi mà vẫn không chịu trách nhiệm, đến con ruột của mình mà còn có thể vứt bỏ, đúng là đồ không có lương tâm. Tôi thấy anh ta chính là không muốn chịu trách nhiệm. Đúng thế, lại là một người lật mặt không nhận con. Bố, hay là bỏ đi. Hữu Danh, anh tha thứ cho em đi, đừng hủy bỏ hôn lễ. Chuyện kết hôn tôi sẽ xem xét, em nhất định sẽ là một người mẹ tốt. Trần Tổng, lại có một tờ báo cáo. Sao cơ? Sao vậy Hữu Danh? Đồ lừa đảo. Chị tôi đang mang thai, anh đang làm gì thế? Cậu đừng có bắt nạt người khác quá đáng, đây là con của cậu đấy, im miệng cho tôi. Bố à, rốt cuộc có chuyện gì thế? Để cô ta tự mình nói đi. Em nói gì chứ? Là anh không phân đúng sai mà đánh em. Thẩm Thiến, tại sao cô lại phá bỏ đứa con của tôi? Sao cơ? Đứa trẻ không còn nữa. Bác sĩ nói một tuần trước cô ta làm phẫu thuật phá thai. Đứa trẻ rất mạnh khỏe, là người mẹ không cần nó. Con xem con hồ đồ kia, gả vào hào môn đứa con là quý giá nhất đấy. Anh nghe em giải thích. Cô sắp kết hôn với bố tôi rồi, tại sao lại bỏ đứa trẻ này chứ? Trừ phi đứa trẻ này không phải là của bố tôi. Là của ai? Đứa con là của ai?
Làm gì có ai khác chứ, anh đừng nghe nó nói bừa. Vậy tại sao cô lại phải phá bỏ đứa trẻ này đi? Đối với loại người tham vinh hoa phú quý với cô mà nói, có đứa trẻ này chẳng phải là lá bùa hộ mệnh gả vào hào môn sao? Đúng thế, gả vào hào môn làm bà chủ. Có đứa trẻ này chẳng phải là lá bùa hộ mệnh sao? Chẳng phải là sợ bị lộ sao? Dù gì có phải bố con ruột hay không, giám định báo cáo là biết rồi. Đứa trẻ tuy đã mất rồi, muốn làm giám định cũng không có cách nào nữa. Chỉ cần mình khăng khăng đứa trẻ này là của mình, cho dù có nghi ngờ thì cũng không có chứng cứ. Tất cả những chuyện em làm đều là vì con bé, liên quan gì đến tôi chứ? Đương nhiên có liên quan rồi, cô sớm biết tất cả tài sản bố đều cho cháu, đến cả công ty cũng muốn cháu kế thừa. Nhưng em không vì những điều này mà kết hôn với anh. Nếu như em mang thai, vậy thì đứa trẻ này sẽ nhận được một nửa tài sản của anh. Cô sợ cháu nghĩ nhiều, cũng sợ hữu danh khó xử, nên mới bỏ đứa trẻ đi. Chị à, thôi đi, sao anh ta có thể suy nghĩ cho sự khó xử của chị nữa. Hóa ra là như vậy, đúng là một người phụ nữ có tình có nghĩa. Cũng khó cho cô ấy, có thể suy nghĩ cho con riêng của chồng như thế. Đáng thương cho Thiến Thiến nhà chúng ta khổ tâm như thế, lại bị các người chà đạp. Cho dù các người có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không ở bên cô ấy đâu. Cha Nam nhà anh, bạn tôi ở bên anh 4 năm, còn vì anh mà phá thai. Anh nói chia tay là chia tay. Chị em à, chúng ta đăng anh ta lên mạng để mọi người xem. Tập đoàn Trần Thị Trần hữu danh bỏ rơi bạn gái của mình, đúng là lòng dạ ác độc. Đúng thế, phát trực tiếp anh ta lên, đồ cha nam, chụp anh ta đi. Đáng thương cho con gái tôi. Cho dù Trần gia là phú hào, cũng không thể bắt nạt người khác như thế. Hữu danh nể mặt tấm lòng của em, anh tha thứ cho em, chúng ta bắt đầu lại được không? Trần hữu danh, anh không muốn bị mọi người chỉ trích, anh sẽ phải cưới em vào cửa thật hoành tráng. Quen tôi mà cô còn quyến rũ chồng tôi, rõ biết còn muốn làm tiểu tam sao? Thả tôi ra. Người đánh hình như là phù dâu hôm nay, còn người chỉ huy hình như là cô dâu. Đúng thế, người bị đánh hình như là Trần tiểu thư. Đúng là thảm quá đi, sắp lột hết đồ của người ta ra rồi. Thả tôi ra. Thả ra. Là cô đánh con gái tôi. Cô đánh bên trái hay bên phải hả? Tôi không có. Cô dám sỉ nhục con bé. Là Thiến Thiến bảo tôi làm, không liên quan đến tôi. Cô nói láo, đều là cô bảo tôi làm. Cách này cũng là cô chỉ cho tôi. Trợ lý Trương, mau lột đồ cô ta rồi đuổi ra ngoài, để cô ta cảm nhận chút cảm giác bị sỉ nhục. Rõ, không được đối xử với tôi như thế. Trần Tổng đừng đối xử với tôi như thế. Lẽ nào cô cũng muốn nói cô mang thai con của tôi sao? Đúng là rắn rết thành đoàn. Chị em lừa đảo. Trần Tổng đều là cô ta lừa anh. Chỉ cần anh tha cho tôi sẽ đem mọi chuyện tôi biết nói cho anh. Tiện nhân, cô chết đến nơi rồi, cô còn muốn lôi tôi xuống sao? Lúc cô làm những chuyện đó sao không nghĩ đến ngày hôm nay chứ? Cô nói láo, hữu danh anh đừng nghe cô ta điên rồi, cô sỉ nhục con gái tôi như thế, sao tôi có thể tha cho cô? Trần Tổng, đều là Thẩm Thiến bảo tôi làm vậy, anh tin tôi đi, cô ta vẫn luôn lừa dối anh. Nói láo, tôi giết chết cô. Giết chết cô. Đều là cô bảo tôi làm. Dựa vào đâu bắt tôi làm kẻ gánh tội chứ? Cô lại được làm phu nhân nhà giàu, tôi phải nói hết những chuyện cô đã làm ra, để xem có ai có thể giúp cô nữa. Cô im miệng cho tôi. Đúng là ăn nói linh tinh. Dừng tay lại, im miệng cho tôi. Nói những chuyện cô biết ra, tôi sẽ tha cho cô. Đứa trẻ Thẩm Thiến phá bỏ căn bản không phải của anh. Cô phản bội tôi. Không có, cô nói láo. Cô đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Nhất định muốn tôi nói ra ở đây sao? Cô vu oan tôi, cô đang nói dối. Tiếp tục nói đi. Gian phu của Thẩm Thiến chính là anh ta. Trời ơi, đó chẳng phải em trai cô ấy sao? Trời ơi, chuyện này cũng quá loạn rồi. Cô nói láo gì thế? Đó là em trai con bé, đừng tưởng tôi không biết. Anh ta căn bản không phải em trai ruột của Thẩm Thiến. Anh muốn đi đâu? Ngoan ngoãn chút, quỳ xuống. Trần Tổng, tôi thật sự là em trai chị ấy, sao tôi có thể là gian phu chứ? Anh đừng nghe cô ta nói năng linh tinh. Tôi khinh. Hai người này đã ở bên nhau từ trước rồi. Thẩm Thiến tiếp cận anh chính là nhằm vào tiền của anh, muốn làm dâu hào môn, còn lấy thân phận em trai đưa gian phu vào trong công ty. Hai người họ vẫn luôn phản bội sau lưng anh. Im miệng cho tôi. Tôi vốn tưởng cô có vài phần thật lòng với bố tôi, không ngờ rằng vậy mà lại là một màn kịch. Đều là cô vu oan tôi, hãm hại tôi. Có phải hãm hại hay không, điều tra một chút thân phận của em trai cô là biết. Cô nói thật cho tôi, nếu như để tôi tra ra gian phu là anh ta, tôi sẽ khiến hai người chết không có chỗ chôn thân. Hữu danh đây đều là chủ ý của anh ta,
Em không muốn lừa anh đâu, im miệng. Đồ ngu nhà cô. Trợ lý Trương, điều tra anh ta cho tôi. Trần Tổng, đã điều tra ra rồi. Thẩm Kiến Thành đúng là không có quan hệ huyết thống với Thẩm Thiến. Hơn nữa hai người trước đó là quan hệ người yêu. Tôi còn tra ra hai người họ từng làm phẫu thuật phá thai. Cô đúng là không có thuốc chữa. Tôi chưa từng gặp qua người phụ nữ vô sỉ như cô. Cô, vì để gả vào hào môn, lại dám lừa tôi, sỉ nhục bắt nạt con gái tôi, hại nó sảy thai. Tôi muốn tất cả Thẩm gia các người, còn có tên gian phu kia, vĩnh viễn không tồn tại được ở Hải Thành này. Cái này, chuyện của Thẩm Thiến không liên quan đến chúng tôi. Đúng thế. Đồ sao trổi con, làm ra chuyện khiến người khác xấu hổ như thế. Trần Hữu Danh, cậu đừng tưởng cậu có tiền thì muốn làm gì thì làm. Tôi cho cậu biết, ở Hải Thành không cần biết là ai, đều phải nghe đại ca tôi. Cậu đợi đó cho tôi, bây giờ tôi sẽ gọi cho anh ấy. Đại ca, có người nói rằng muốn em không sống tiếp ở Hải Thành này được nữa. Được, em đợi anh ở đây, đợi anh đến xử lý cậu ta. Cậu đợi đó cho tôi, đại ca tôi sắp đến rồi. Chúng tôi sẽ ở đây đợi anh ta đến. Là ai dám bắt nạt em tôi ở Hải Thành này? Là ai mắt mù muốn em không sống tiếp được ở Hải Thành này? Chính là cậu ta nói muốn Thẩm gia chết không chỗ chôn thân. Cậu là ai, to gan như thế? Đại ca đang nói chuyện với anh đó. Đi điều tra một chút về anh ta. Muốn gọi cứu binh sao? Cậu cứ gọi người đi. Ở Hải Thành còn chưa có ai dám động vào Ngô lão đại tôi. Ngô lão đại, anh không quen biết đại ca tôi sao? Bá vương Hải Thành, Ngô lão đại, Ngô tiên sinh, hình như thực lực của anh rất lớn. Ở Hải Thành này hạng mục nào tôi cũng tham gia. Không biết Ngô tiên sinh đang làm ở hạng mục nào? Đây là cái cậu nên hỏi sao? Đều là những con đường ngươi sống mạng mà thôi. Tôi dám nói. Cậu dám nghe không? Ngô tiên sinh, anh có biết rằng trời có mắt, không giấu được chuyện gì không? Ngô lão đại ở Hải Thành chính là vương pháp. Các người đúng là to gan. Đại ca à, nói nhiều với anh ta như vậy làm gì? Bắt nạt anh em chúng ta, cứ trực tiếp đánh thôi. Đợi chút, Trần Hữu Danh, nể mặt nhiều năm tình cảm như vậy, tôi có thể bảo cậu tôi tha cho anh một mạng, nhưng hôn lễ này bắt buộc phải tiếp tục. Cô uy hiếp tôi. Sao đây có thể gọi là uy hiếp chứ? Đây là tôi yêu anh nên mới muốn gả cho anh. Bố đừng nghe lời cô ta, người phụ nữ này rất ác độc. Nói chuyện với trưởng bối kiểu gì thế? Xem ra người mẹ đoản mệnh đó của cô chưa dạy cô quy tắc phải không? Không được nói đến mẹ tôi. Cô thử động vào con gái tôi xem. Trần Hữu Danh, e là anh chưa hiểu rõ cục diện. Chỉ cần anh ở Hải Thành một ngày, anh sẽ phải nghe tôi, phí lời gì với họ chứ? Không đồng ý thì đánh gãy chân họ. Tôi cũng muốn xem là xương cốt họ cứng hay là gậy của tôi cứng. Ngô lão đại, anh đang phạm tội đó, anh có biết không? Ngô lão đại, tôi giết người phóng hỏa chuyện gì chưa từng làm chứ? Tôi còn sợ cái này sao? Đợi đã. Trần Cục nghe thấy rồi chứ? Trần Cục. Trần Cục ở Cục Hải Thành đó sao? Cậu đừng lấy một cuộc điện thoại dọa chúng tôi. Chúng tôi đã nói gì đâu? Đều là những chuyện liên quan đến mạng người. Tôi dám nói, anh dám nghe không? Ngô lão đại ở Hải Thành này chính là vương pháp. Ngô lão đại, tôi giết người phóng hỏa chuyện gì mà chưa từng làm chứ? Các người chuyện gì cũng đều nói hết rồi. Không có chứng cứ, cậu có thể làm gì tôi chứ? Trần Hữu Danh, tôi trước giờ chưa từng làm chuyện gì mà không chuẩn bị. Trần Tổng, theo điều tra về nguồn tiền của Ngô lão đại gần đây, chúng tôi điều tra ra được chứng cứ phạm tội của anh ta. Hơn nữa cũng đã giao chứng cứ cho cục, cũng đã cho truyền thông đăng lên mạng. Đây là chứng cứ. Nhìn cho kỹ đi. Mỗi một thứ trong đây cũng đủ cho anh ăn cơm tù cả đời rồi. Cảnh sát đang trên đường tới rồi, còn không mau chạy đi Ngô lão đại. Chúng ta đi. Đợi đã, các người không được đi. Người đâu? Dẫn đi cho tôi. Đưa tất cả đến cục cảnh sát, cho ăn cơm tù hết. Hữu Danh, anh tha cho em đi, anh đừng để em phải vào tù mà. Đưa đi. Tiểu Niệm, đều là bố nhìn sai người, để người phụ nữ ác độc như vậy làm mẹ kế của con. Để con chịu uất ức lớn như vậy, vẫn may kịp thời phát hiện ra. Con chỉ mong bố có thể hạnh phúc, tìm được người yêu bố thật lòng,
mà không phải người chỉ muốn tiền tài của bố. Được rồi, chúng ta không nói những chuyện không vui nữa. Bố à, hôm nay vốn là ngày vui. Hai bố con ta cũng lâu rồi không cùng nhau đón Tết rồi. Về nhà đón Tết thôi, được, vậy chúng ta về nhà đón Tết. Chào cô chị.